Xin chào toàn thể các bác và anh em đã trở lại với kênh Hương Giang. Thì ngày hôm nay thì bên em sẽ lên cho bác và anh em một lô mic Beyer vỉ tím đời cao, đó là dòng mic K22 của dòng mic Beyer vỉ tím. Nếu mà các bác và anh em đang cần hay là đang muốn mua một bộ mic Beyer vỉ tím đời cao để làm phòng hát hay là hát gia đình hay là làm sự kiện thì dòng mic Beyer đời cao này sẽ phục vụ rất tốt cho bác và anh em, và giá tiền thì rất hợp lý để các bác và anh em sở hữu một bộ mic đời cao nguyên zin và nguyên bản các bác nhé. Thì đầu tiên thì em sẽ nói về đầu thu. Thì đầu thu mic Beyer K22 này thì được thiết kế như là dòng đầu thu của 970 các bác nhé, 970, và sử dụng mên mạch như dòng mic 790A. Đây là dòng mic mên mạch đời cao các bác nhé, mên mạch đời cao. Thì những dòng mic này thì nó toàn xuất xưởng 2021-22 các bác nhé, đời rất cao để các bác và anh em dùng. Đấy, đầu thu của nó thì nếu mà các bác và anh em đã dùng hay là đã xem được mên mạch của Beyer thì các bác và anh em biết đây là dòng mic Beyer xịn nha các bác nhé, cam kết với các bác và anh em là xịn 100%. Nếu mà các bác và anh em phát hiện đây là hàng nhái hay hàng loại 1 thì em đền cho các bác và anh em một gấp 10 lần luôn. Và bộ mic này sử dụng tay đuôi chuột, đấy, da cá màu vàng gold rất đẹp và còn nguyên lưỡi pin các bác nhé. Còn nguyên lưỡi pin và tiếp xúc pin còn sáng và sử dụng côn của BBS như thế này. Đấy thì dòng mic Beyer 222 với dòng mic 790A nó chỉ là khác kiểu dáng này các bác nhé. Đây là mên mạch của dòng mic 790A hàng mới mà bên em đang bán là 3,6 triệu này các bác này. Đây là dòng mic chính hãng mà bên em bán với giá tốt nhất cho bác và anh em, là cân đối giá cực kỳ tốt để các bác và em sở hữu một bộ mic mới đúng không ạ. Đấy thì 790A này giá là 3,6 triệu các bác nhé, bao ship rồi này. Và dòng mic K22 đấy giá là 2,3 triệu. Đấy, tay mic của dòng mic 790A là sử dụng cũng côn của BBS như này. Thì nếu mà các bác và anh em dùng những dòng mic 790A sử dụng côn BBS thì các bác và anh em biết đúng không ạ, côn này cực kỳ hay, đều ba dải, sáng tiếng, dễ hát, tiết kiệm pin. Dòng mic K22 này thì bên em về được 30 bộ các nhá, 30 bộ. Thì buổi chiều ngày hôm nay thì em cũng sẽ test và gửi đi cho bác và anh em. Mong rằng các bác và anh em nhận những bộ mic Beyer K22 này sẽ cảm thấy hài lòng về chất âm hay là về chất lượng của nó. Dòng này thì màn hình hiển thị tay mic của nó là màu cam các bác nhá, màu cam, và màn hình chữ nhật có cảm biến ngắt và cảm biến gia tốc cho bác và anh em. 1 2 4 5 6 bình lên, 1 2 4 5 6 bình lên, 1 2 4 5 6 bình lên. Đấy thì cái sản phẩm mic K22 này nếu mà các bác và anh em dùng gia đình hay là dùng sự kiện hay là dùng cho lắp phòng hát VIP thì các bác và anh em dùng quá ok. Thì tất cả những dòng mic này thì em sẽ để cho bác và anh em cái chống lăn dưới, chống lăn theo mic các bác nhá. Còn cái chống lăn trên nếu nó xoãng thì em sẽ thay chống lăn mới cho bác và anh em rồi, thay chống lăn mới rồi. Đấy thì dòng mic này nếu mà các bác và anh em dùng thì quá ok các bác ạ. Với giá tiền là 2,3 triệu một bộ, bên em bao ship cho bác và anh em. Và dòng này thì có thể là lấy tần số IR, chọn tần số sạch các bác nhá. Thì em sẽ nói về cái chọn tần số này. Khi mà các bác và anh em đi làm hay là khi các bác và anh em sử dụng cái bộ mic này ở gia đình các bác và anh em, hay là một số nó bị nhiễu tần số sóng thì nó sẽ hiển thị một số cái vạch đây. Thì các bác và em có thể là thay đổi tần số. Thì tần số của nó đang là 132 này, thì các bác và em có thể là thay đổi cao lên hoặc là thay đổi thấp đi các bác nhá. Thì em có thể là thay đổi tần số của nó xuống là 112. Đấy, 112, và em bấm vào set. Thì bây giờ nó sẽ thay đổi mất cái tần số cũ rồi. Thì bây giờ nếu mà các bác và anh em muốn reset lại thì chỉ cần bấm vào nút set này, bấm vào nút set đấy, và khi nào IR nó chạy trong màn hình như này, các bác và anh em giơ cái màn hình của tai mic vào mắt thần của đầu thu đấy thì nó sẽ tìm lại tần số 112 cho bác và anh em. Thì trong tai mic bây giờ nó cũng đổi tần số là 112 các bác nhá. Đấy, 112 đấy. Đấy là cách thay đổi tần số và tìm lại tần số. Và cách khóa trẻ em thì khi các bác và anh em sử dụng những dòng mic Beyer thì các bác và anh em cần khóa nhé. Thì các bác và em tắt nguồn đầu thu đi, và một tay các bác và em giữ vào cái phím tam giác lên của cây nha này đấy, đồng thời một tay các bác và em bật nguồn lên thì nó sẽ hiển thị hai khóa đây, là nó sẽ khóa các bác nhé. Còn nếu mà các bác và em muốn mở khóa thì cũng thao tác như vậy, tắt nguồn đầu thu đi đấy, một tay giữ cái phím tam giác lên của cây nha như này, đồng thời bật nguồn lên thì nó sẽ mở khóa để các bác và em có thể là tăng giảm âm lượng được. Đấy là những cái tính năng ở trên đầu thu. Trên đầu thu của dòng mic Beyer thì nó chỉ có tăng giảm âm lượng và thay đổi tần số sóng thôi các bác nhá, chứ không có tăng echo hay là gì vợt hay là tăng bát, tăng chép gì trên cái đầu thu này cả. Nên là rất nhiều bác và anh em về cứ mày mò nghịch là xem trong đầu thu này nó có bát chép hay không. Không có đâu các bác nhá. Rất nhiều các bác và anh em hỏi em là đầu thu có chỉnh bát, chỉnh chép gì ở trên đầu thu không. Thì đầu thu mic Beyer thì nó chỉ có nhiệm vụ là
bắt sóng và tăng giảm âm lượng, thay đổi tần số sóng được các bác ạ. Và giá tiền của bộ mic này là 2.300.000 một bộ bao ship các bác nhá. Nếu mà các bác và anh em đang cần bộ mic bay ở đời cao thì các bác và anh em nhanh tay nhấc máy gọi điện vào số điện thoại ở trên màn hình của các bác và anh em đây. Rồi chân thành cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video của bên em. Xin chào tạm biệt các bác và anh em.